Nè, nói nghe nè. Hôm nay mình kể tiếp chuyện ma cho các bạn nghe nha. Và đây là chuyện ma mới nhất. Cô Nina ở từ Úc Châu đã gửi cho Việt Thảo. Thì bên Úc Châu là ngày 31 tháng 1. Lúc đó thì ở bên Mỹ và bên Pháp chưa có tới ngày 31. Thì sau khi cô Nina gửi rồi thì Việt Thảo nhận được. Và cũng là ngày 31. Làm tôi nhớ khi những chuyến bay mà từ bên Úc Châu bay về Mỹ thì thứ hai bay về tới Mỹ là ngày thứ hai. Vì ở bên Úc đi trước Mỹ gần như gần một ngày. Thì hiện giờ tôi đang ở Paris. Tối hôm qua, cô Phi Loan là người mà kỳ rồi gửi donate cho kênh YouTube của Việt Thảo 100 euro với lại câu chuyện ma viết trên giấy đó. Mà mình cứ đặt tên cổ là Phí Thị Loan. Không phải nha, tên là Phi Loan. Hai vợ chồng chạy hai chiếc xe taxi rất dễ thương. Và chồng của Phi Loan cũng là một nhạc sĩ nha. Một người chơi nhạc, có nhà hàng, có phòng trà. Rồi trong bữa tiệc thì chúng tôi ăn cơm tại chỗ của anh Trần Vĩnh, là một người thổi saxophone nổi tiếng của Việt Nam từ trước 75. Và Việt Thảo đã có cơ hội giới thiệu và làm việc chung với anh ở tại khiêu vũ trường Rix cách đây ba mươi mấy năm trước. Thì trong bữa tiệc có ca sĩ Lệ Thu, có ca sĩ Julia Thanh, có nhiều anh em nữa, rất là vui. Anh em ngồi ăn uống nói chuyện cho tới hơn 12 giờ khuya mới về. Cảm ơn Phi Loan và cảm ơn bữa tiệc của ca sĩ Lệ Thu đã chiêu đãi. Cảm ơn anh Trần Vĩnh. Đã lớn tuổi rồi mà còn khỏe mạnh nhé, rất tốt. Trí nhớ rất dài nữa. Đó là tâm tình của những dòng đầu tiên trước khi đi vào chuyện bên lề hôm nay, khi thời gian Việt Thảo đang ở tại Paris chuẩn bị cho show ngày 1 tháng 2. Bây giờ đây là câu chuyện ma, những câu chuyện ma mà Nina đã gửi về cho Việt Thảo. Đây là những chuyện mới nhất. Thì trong chuyện ma lần này, nó gồm có 6 câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là cái chuyến hè về quê nội kinh hoàng trong tuổi thơ ấu. Chuyện thứ hai là chuyện quỷ một giò ở quê nội. Câu chuyện thứ ba là chiếc võng ma quái. Câu chuyện thứ tư là cuộc hành trình trốn về Sài Gòn từ quê nội. Câu chuyện thứ năm là chuyến về quê ngoại bị bỏ lại bất đắc dĩ. Và câu chuyện thứ sáu, nó có liên quan đến một cái sự kiện xảy ra mà có đăng trên báo chí một thời. Đó là câu chuyện Hồng Nhan Bạc Mệnh. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những câu chuyện của cô Nina gửi từ Úc Châu. Và đây là những chuyện ma được xếp vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 159. Và đây là chuyện bên lề lần thứ 1044. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi. Với tựa đề là chuyện tâm linh gửi đến anh Thảo của Nina, Việt Thảo nhận được vào ngày 30 tháng 1. Mà trong khi Nina viết ký vào ngày 31 tháng 1, cái điều này hợp lý nha. Là tại từ bên Úc Châu là ngày 31 tháng 1 thì bên Mỹ là ngày 30 tháng 1. Anh Thảo, hiện tại dịch cúm đang hoành hành khắp nơi và anh cũng đang yếu nữa. Lớn tuổi rồi, càng nên cẩn thận. Nên dừng chân một chỗ cho thật khỏe rồi hãy đi đâu thì đi. Đừng vì nể lòng bá tánh mà thiệt thân. Lúc đó, chẳng có ai chia sẻ gì được cho anh đâu. Anh có biết năm ngoái em tưởng phải bỏ mạng bên Mỹ rồi đó. Vào bệnh viện cứu cấp, cũng vì đi xuyên qua 7 tiểu bang. Ngồi xe suốt trong 20 tiếng giữa mùa đông giá lạnh. Em bị thương hàn mới ghê chứ. Sắp tới thì em sẽ đi overseas ở hai nơi và cũng khá lâu em mới trở về Úc. Cho nên trước khi đi, em cố gắng viết cho xong vài mẫu chuyện gửi anh. Và cũng chẳng biết bao giờ em mới viết tiếp được. Nên nay gửi đến anh 6 câu chuyện.
Câu chuyện từ 1 đến 5 là những mẫu chuyện rời rạc của thời thơ ấu ở quê nội và quê ngoại. Duy chỉ có phần 4 là có liên quan trong chuyện 1, 2, 3, nhưng không có ma và cũng hơi dài. Tùy anh quyết định. Còn câu chuyện số 6 là phần cuối của một vụ án thương tâm của người chị họ bên ngoài, cũng có phần tâm linh và hơi khá dài. Chuyện từ 1 đến 5 em chưa từng kể và cũng không đăng bất cứ nơi đâu. Chỉ có phần 6 là do báo chí đăng tải nhưng bóp méo sự thật. Bây giờ em xin bắt đầu vào chuyện. Câu chuyện thứ nhất là chuyến hè về quê nội kinh hoàng trong tuổi thơ ấu. Tôi nhớ không lầm là vào khoảng năm 1963, trước thời gian Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Tôi cũng vào tầm cỡ 6-7 tuổi gì đó. Ba mẹ cho tôi và em gái út về nội chơi vào dịp hè. Tôi thì hí hửng vì cứ tưởng mẹ cùng ở chơi với hai chị em tôi. Ai ngờ mẹ về Sài Gòn ngay ngày hôm sau và để lại hai chị em tôi trong ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên hai chị em tôi đi chơi xa nhà mà không có ba mẹ bên cạnh, khiến trong tôi mang nhiều nỗi bất an, nó làm sao sao đó. Phải nói là tôi vừa giận, rồi vừa sợ hãi, rồi cũng vừa hoang mang đủ thứ. Còn em gái nhỏ của tôi, nhỏ hơn tôi chỉ có 1 tuổi, nhưng nó thì lại vô tư hơn tôi nhiều và cũng chẳng lo sợ khi biết mẹ đã về Sài Gòn. Nó vô tư chơi, nó vô tư ăn ngủ. Còn tôi thì không có như nó, luôn tư lự, biến ăn, biến chơi và biến cả ngủ nghê từ ngày mà mẹ bỏ hai chị em tôi ở nhà nội. Qua 2 hôm sau, nhà nội có làm buổi lễ cúng tổ cho các xe đò. Các mâm cúng đều đã dọn sẵn trên các đầu xe và cũng đã đốt các đèn cầy, chỉ chờ thượng nhang để cúng. Tôi thì không biết các xe khác có ai canh chừng hay không, nhưng tôi thì lại được cô Mười tôi chỉ định cho tôi vào một trong những chiếc xe đò mà ngồi canh chừng mâm cúng từ phía bên trong xe, vì sợ chó mèo hay trẻ con phá phách. Ngồi trong xe, nhìn ra trước đầu xe, nhìn mâm cơm, nhìn đồ ăn, nhìn nhang đèn cúng. Hễ gặp chó mèo đến, hay con mèo nào nhảy lên ăn thì phải đuổi nó đi. Hay gặp mấy đứa nhỏ đến phá phách thì phải đuổi chúng đi. Phải nói trong bụng của tôi không có muốn chút nào. Tôi cũng không thích, cho nên tôi mang ít nhiều cái sự bực mình và bất mãn trong người. Tuy là bực mình hay là bất mãn, hay là thích không quan trọng. Vì tôi bị bắt làm chuyện này, cho nên tôi vẫn miễn cưỡng vào xe. Vào xe rồi để trả thù lại, tôi không canh chừng nữa. Mà để xả cái giận, cái bực trong người, tôi muốn ngủ một giấc cho đã đời. Còn chuyện người lớn cúng bái, gì đó thì chuyện của họ. Và sau khi người ta cúng xong, người ta đi vô nhà, còn tôi thì tôi ngủ. Tôi không biết là sau khi cúng bái còn phải chờ trong bao lâu mới xong. Nhưng mà sau khi tôi thức giấc thì tôi thấy ở bên ngoài trời nó đã tối om om. Ở trước đầu xe thì trên mâm cúng cái nhang, cái đèn vẫn còn cháy và nó đung đưa theo gió, tưởng chừng như là sắp bị tắt tới nơi. Đã vậy mà ánh đèn cầy theo cái gió nó lung lai, nó nhấp nháy, nó tạo ra những cái hình bóng mà tôi nhìn hoài, tôi chẳng thấy nó ra hình thù nào cả. Lúc đó hoàn toàn im lặng, không có một bóng người. Nó im lặng hoàn toàn, tôi chỉ còn nghe có tiếng cây lá, nó kêu xào xạc ở trong gió. Phải nói đây là một cảnh tượng chưa từng được hưởng thụ qua của người thành phố như tôi. Cảm thấy ghê rợn cùng cực. Còn ghê hơn nhiều những lần mà tôi dọa ma những người ở trong gia đình. Phải nói là tôi quá kinh sợ trước cảnh tượng đó.
Tôi định la lên để người trong nhà gần đó ra để đưa tôi vào nhà. Bỗng tôi nghe những cái tiếng rầm rầm, rầm rầm, nó dọc theo thành xe. Phải nói lúc đó tôi bị giật bắn người lên, và tôi cũng bị á khẩu luôn. Lúc đó tim tôi nó đánh thình thịch, nó giống như là bị văng ra khỏi lồng ngực. Tôi có cảm tưởng như thế. Vì cái tiếng động to lớn này, chẳng những nó va vào xe, mà nó còn chạy dọc theo thành xe một lúc, rồi bỗng nhiên nó im lặng. Lúc đó thì tôi chẳng còn hơi đâu mà la nữa. Tôi chỉ còn ngồi banh mắt ra mà thở dốc, tim thì đập loạn xạ và mắt thì luôn nhìn về trước mũi xe. Tại vì nơi này là nơi duy nhất chỉ còn được ánh sáng, đó là cái ánh sáng đèn cầy, mà chung quanh thì tối đen như mực. Bỗng ở trước mặt tôi, cái ánh sáng của mâm cúng hình như nó bị lu mờ đôi chút, làm cho nỗi lo sợ tôi nó càng tăng thêm. Vì những ánh nến mà nó sắp tan chảy hết. Bây giờ mà cái đèn nó chảy hết rồi, nến nó chảy hết rồi thì nó phải tắt thôi. Nhưng mà tôi khi mà tôi nhìn kỹ lại cây nến thì tôi thấy nó còn một khúc mà. Nó chưa đến nỗi cháy lụng hết. Cho nên tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng mà tự nhiên cái cẳng tôi nó lạnh nhắt, và phải nói là tôi gần như ngừng thở khi tôi thấy một cái bóng lu lu mờ mờ đen thui ở trên cái mâm cúng trước đầu xe. Nó ngồi im lặng đó, nó không có nhúc nhích. Tôi mới định hình nhìn kỹ lại thì đó là hình bóng của một người, mà cái người này đang ngồi ở trên mâm cúng đưa lưng về phía tôi, mà còn bóc đồ ăn trên mâm cúng bỏ vô trong mồm. Trời đất ơi, tôi không có la nổi. Tôi muốn la mà cũng không la nổi nữa trước cái cảnh tượng đó. Thú thiệt, quần của tôi nó bị ướt lúc nào chả biết. Và tôi đã bị ngất sau khi thấy cái bóng lu mờ đó, nó đi vòng quanh xe và đập thật mạnh vào thành xe rầm rầm. Sau khi tỉnh dậy thì tôi thấy tôi đang ở trong nhà. Phải nói đông người bu quanh tôi lắm. Cái quần tôi thì đã được thay rồi. Tôi vẫn còn mang cái tâm trạng sợ hãi. Và sau đó thì từ cái tâm trạng sợ hãi nó chuyển sang cái tâm trạng giận dỗi hết mọi người ở trong nhà. Cũng với kiến cái gì, ghê thấy mồ. Nhà tôi mà bảo canh với chừng, tôi không biết cái ông tổ xe gì gì đó mà nhìn y như là ma quỷ. Tôi vừa khóc vừa kể, nhưng mà chẳng ai tin, cho là tôi quá tưởng tượng hoặc ngủ mê, làm cho tôi càng giận thêm. Thề tự hậu, đừng có ai mà hòng bắt tôi canh cúng xe nữa. Thiệt sự mà nói, và tôi cũng chưa hết sự kinh sợ của miền gạo lúa quê nội tôi. Đây là câu chuyện thứ hai, câu chuyện quỷ một giò ở quê nội. Cùng thời gian tôi còn mắc kẹt ở quê nội. Sau cái ngày mà tôi bị khủng hoảng bởi cái ông tổ xe, thật tình mà nói, tôi chẳng biết đó là tổ của xe hay ma quỷ gì đó. Vì chẳng ai tin tôi cả, nên không có được một lời minh chứng xác định nào cả. Nhưng mà phải nói, trong lòng tôi chẳng có thiện cảm chút nào. Khiến cho tôi đêm đó khó ngủ vô cùng. Tôi cứ nằm trằn trọc, lăn qua, lật lại cả đêm, mà trong đầu vừa nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ sự kinh sợ ma quỷ ở quê và hờn giận bị bỏ lại quê nội mà tuổi thân đến chảy nước mắt. Còn em tôi thì nó vô tư ngay. Qua cái đêm thứ hai khó ngủ, cũng đang lúc nghĩ ngợi tuổi thân, thì tôi bị giật mình vì nghe tiếng cửa mở kêu ken két. Phải nói ở dưới quê thì thường thường lên giường sớm hơn là ở thành thị. Lúc đó thì tôi đâu có biết lạo vào khoảng mấy giờ.
Vì ở bên ngoài thì lúc nào nó cũng tối thui như mực. Tuy là nó có ánh trăng, nhưng cái ánh trăng này nó bị lu mờ vì bị mây che gần hết rồi. Khi nhìn qua khe gỗ của vách nhà và nghe toàn cái tiếng côn trùng rỉ rả trong cái sự tĩnh mịch của miền quê, phải nói nó sầu não vô cùng tận. Cái cánh cửa vẫn tiếp tục kêu ken két. Nó từ từ thôi, nó không có vội. Nó cứ kêu rồi nó mở từ từ, giống như có ai đó thiệt là chậm đẩy ra từ từ vậy. Và khi mà cánh cửa mở đủ rộng cho tôi nhìn thấy bên ngoài, thì chẳng những thấy ở bên ngoài mà tôi còn có thể nhìn đã đến tận ngõ nhà giáp với đường lộ cái. Thiệt là kỳ lạ. Giờ này mà ai còn thức để mà mở cửa, mà mở cho ai đây? Tôi nghĩ thế nhưng mà chẳng thấy ai cả. Nhưng mà tôi chỉ thấy từ phía con lộ ở đầu ngõ có một bóng người khập khểnh với cái chiếc nạng. Và cái người này chỉ có một chân, đang từng bước đi khập khểnh, đi vào theo ngõ của nhà nội tôi. Lúc này phải nói tâm trạng của tôi nó rối bời. Và trong lòng tôi chỉ hy vọng cái người này, cái người với chiếc nạng mà một chân này, rẽ mẹ nó sang cái vườn chuối hay cái vườn dừa của một trong hai bên nhà nội. Nhưng mà không có theo như lời mình, lòng mình mong muốn. Cái dáng dấp người đàn ông một chân này cứ từ từ đi theo ngõ dẫn vào nhà. Càng đi dần đến nhà, tôi càng nhìn rõ qua cái ánh trăng. Và trong cái cảnh trăng tối trăng sáng ấy, trời đất ơi, cái người này chẳng những chỉ còn có một chân mà lại còn có phân nửa gương mặt. Phải nói tôi thét lên vì kinh hãi khiến tôi thức giấc. Tôi thấy nội và cô tôi nhìn tôi trong kinh dị và họ đã đứng ngay cạnh giường. Sau đó thì tôi có kể cho nội nghe. Bà chỉ lắng nghe và sau đó bà lắc đầu và thở ra vài lượt chẳng nói lời nào. Đến sáng hôm sau thì tôi vô tình nghe được nội nói với cô tôi. Con bé, nó bén nhạy trong cõi vô hình. Sau này, cuộc đời của nó không có yên ổn đâu. Đây là câu chuyện thứ ba, câu chuyện chiếc võng ma quái. Phải nói là sau vài ngày, tôi càng mang nặng cái sự khó thở vì hình ảnh ma mị và ngay cả trong giấc ngủ còn bị trì trệ bởi cơn nhớ nhà. Phải nói là tôi nhớ Sài Gòn vô cùng cực. Vào một buổi chiều buồn ê ẩm sau gần 2 tuần chưa được về Sài Gòn, phải nói là cơ thể của tôi muốn trổ bệnh. Tôi mới leo lên võng nằm đu đưa cho nó quên đi cái nỗi sầu đó. Tôi nằm trên võng, một chân trên, một chân dưới. Thỉnh thoảng tôi quẹt quẹt dưới đất để giữ cho cái độ võng nó đu đưa nhẹ nhẹ. Vì tôi biết dân thành thị như tôi không có quen nằm võng và dễ bị chóng mặt khi đưa nhanh. Lúc đó thì cái võng nó đưa nhẹ nhẹ, gió hanh hanh, thiệt tình mà nói, nó dễ đi vào giấc ngủ vô cùng. Tôi nằm thiêu thiêu trên võng. Tự nhiên, cái võng nó tăng tốc nhanh hơn một chút. Tôi nghĩ trong bụng chắc có đứa nào nó phá tôi. Mặc kệ tụi mày phá, tao vẫn nhắm mắt nằm yên để xem coi tụi mày giở trò gì nữa. Là tại vì con cháu nhà nội tôi rất đông, con chú có, con cô có, cả đóng ở trong nhà. Thì không biết cái thằng quỷ quái nào nó lợi đây, nó phá mà nó lắc giọng của tôi. Nhưng mà những cái gì tôi suy đoán hình như không trúng. Cái giọng nó càng lúc càng đưa mạnh, nó đưa nhanh lên và nó đưa cao lên. Tôi có cảm giác mình có thể bay ra khỏi cái giọng chứ chẳng chơi. Nó nhanh và nó lắc đến độ tôi có cảm giác buồn nôn. Lúc đó thì tôi mở mắt ra để tôi coi, coi đứa nào mà giỡn với tôi mà giỡn mạnh tới như vậy. Khi mở mắt ra tôi chẳng thấy ai cả. Tôi nhìn quanh quất không có ai, rồi tôi nhìn ở hai đầu võng cũng chẳng có ai. Vậy thì
Đứa nào lại đây mà nó làm tăng tốc cái giọng mạnh nhanh đến như vậy? Trong khi từ đầu đến cuối tôi đâu có nghe tiếng ai chung quanh tôi đâu. Có một điều kinh dị hơn nữa là chiếc giọng nó cứ bay như là lắp máy, chứ không phải là sức người đưa giọng. Bởi vì tôi không tài nào ghi hay là giảm tốc lại được. Lúc đó thì tôi chỉ biết hét toáng lên mà thôi. Khi mà tôi vịn hai cái thành giọng mà nó lắc đưa về, tôi la lên thiệt lớn, thì ở nhà nghe, cô tôi mới chạy vào. Thì trong thời gian cô tôi chạy vào, cái giọng bắt đầu giảm tốc và tự nhiên nó đứng khựng lại ngay lập tức khi cô tôi vừa đến bên tôi. Tình ngay lý gian. Nó giống như tôi nằm trên giọng đứng yên mà tôi la lên vậy. Cô tôi nhìn tôi với ánh mắt răng đe và còn nói: hết chuyện rồi, đánh giọng cho cố, chỉ biết la làng. Lần sau cho bay ra ngoài sân luôn cho chừa. Lần sau cho bay ra ngoài sân luôn cho chừa. Phải nói cái quan ức này chỉ có tôi và nó là hiểu thôi. Nó đây là cái người mà nó lắc cái giọng tôi mạnh đến độ tôi sợ đến mức độ phải la làng lên như vậy. Chỉ có tôi với nó hiểu, những người chung quanh không hiểu. Phải nói tôi vừa nhớ nhà, vừa buồn, lại tăng thêm cái phần kinh sợ ở trong lòng. Rồi bây giờ lại còn mắc thêm cái nỗi oan ức. Cho nên, tôi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, khiến tôi quyết định ở trong bụng, phải về nhà thôi. Đây là câu chuyện thứ tư và đây chính là cuộc hành trình trốn về Sài Gòn từ quê nội. Sau những chịu đựng mà với cái tuổi trẻ của tôi không thể chấp nhận được, tôi đã quyết định. Tôi phải cố thực hiện cho bằng được và tôi luôn luôn ở trong tình trạng vừa cảnh giác vừa chuẩn bị để rời nhà nội tôi về Sài Gòn. Sau vài ngày chuẩn bị, hôm đó sáng sớm khi thức dậy, tôi nhìn căn nhà thì vắng que chẳng thấy một ai. Tôi mới đi đảo hết vòng quanh khắp ba gian nhà, mà cũng chẳng thấy hay đụng mặt ai cả. Lúc đó thì tôi có vô cùng thắc mắc. Tôi vừa lo sợ, mà trong lòng lại tức giận nữa. Tôi nghĩ trong bụng không biết cả nhà biến đi đâu hết, mà không ai nói cho mình biết một tiếng. Hay là định để lại hai nhóc con chưa đầy 10 tuổi này để trông coi nhà cửa cho mấy người đi à? Phải nói cái cảm giác bị bỏ rơi thêm một lần nữa khiến tôi càng quyết tâm phải trở về Sài Gòn bằng bất cứ giá nào. Tuy còn non nớt nhưng mà tôi nghĩ chỉ cần đón xe về Sài Gòn chỉ trong một chuyến là đến nơi và chỉ cần trả đủ tiền là được. Cho nên trước đó vài ngày, tôi mặc dầu còn nhỏ nhưng cũng đã có mưu kế trong đầu. Tôi giả vờ tôi đố vui các người con của cô, khi mà nếu mình đi về Sài Gòn thì giá tiền xe là bao nhiêu. Nếu mà đứa nào nói đúng được thì tôi thưởng hai cái bánh quy của nội cho tôi. Đây là cái cách để cho tôi có thể biết được cái giá tiền của cái vé xe đi về Sài Gòn là bao nhiêu. Phải nói nội tôi cũng thiên vị tôi lắm. Chỉ có hai chị em chúng tôi là được nội cho ăn ngon, ăn những cái thứ mà nội quý và những thứ đang cất giấu. Thành thử tôi có mồi để biết những gì tôi muốn biết. Thế là tôi cố gắng để dành tiền không xài bậy bạ cho hai vé xe về Sài Gòn. Tôi nghĩ nếu như cơ hội đã đến, mình có thể đi được về Sài Gòn mà trong tay không đủ tiền thì coi như sôi hỏng bỏng không. Còn như nếu mà tôi đoán đúng một trong những chiếc xe của nội thì đương nhiên tôi được đi miễn phí, nhưng sẽ bị bể chuyện vì hầu như tài xế nào cũng biết mặt chúng tôi là con cháu của chủ bến. Và mọi người đều hiểu biết rằng không bao giờ nội để chúng tôi về Sài Gòn mà không có người lớn đi theo.
Đương nhiên, lúc đó bị phát hiện rồi, họ sẽ mang hai chị em tôi vào nhà để thông trình qua nội tôi. Thì thử hỏi lúc đó mình biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nó sẽ có đủ phiền phức. Vì nếu nội biết hai chị em chúng tôi trốn về Sài Gòn. Cho nên tôi đã quyết định ngay cái giải pháp là bằng cách tôi vào hộp đựng tiền của nội, tôi lấy 2 đồng của nội cho đủ cái tiền 2 cái vé xe. Vì 2 cái vé xe tôi chỉ còn thiếu đúng 2 đồng nữa thôi. Và tôi ghi vào đó cái tờ giấy nợ là hứa hẹn khi có tiền tôi sẽ trả lại. Tôi không có ăn cắp, tôi chỉ mượn đỡ thôi. Sau đó thì tôi tức tốc chạy gom quần áo và vali và tôi hối thúc em gái nhanh chân chạy theo tôi. Phải nói là tôi vui mừng đến độ hầu như nước mắt nó cứ tuôn trào mãi, làm em tôi nó chẳng hiểu gì ráo và nó thấy nước mắt tôi chảy nó cũng khóc theo. Tôi dẫn em tôi chạy xa nhà nội cũng cách mấy căn nhà. Nghe nói mấy căn tưởng gần và không có. Ở dưới quê thì nhà cách nhau, một căn này cách căn kia đó, nó có 2-3 cái mảnh vườn. Cho nên từ nhà này tới nhà kia nó xa mà tôi chạy cách mấy căn luôn. Cho nên phải nói rằng cái khoảng cách nhà nội tôi và chỗ tôi đứng hiện giờ nó cũng khá an toàn. Và khi đón xe thì có xe đón chúng tôi thì ở nhà nội cũng không thấy hai chị em tôi đón xe. Phải nói tôi rất sốt ruột. Vì trong lòng cứ sợ bị bắt trở về. Nếu mà đón xe chậm trễ. Và tôi cũng thừa hiểu chẳng có tài xế nào chịu ngừng khi thấy con nít đón xe. Bây giờ làm sao? Đứng xe bên vệ đường mà đón xe, tài xế nó sẽ không ngừng. Thế là tôi đi ra giữa lộ. Tôi đặt nguyên cái vali xuống đường. Tôi làm cái ghế ngồi cho hai chị em chờ đợi xe. Lúc đó trong cái suy nghĩ non nớt của tôi, chỉ có cách này thì xe mới chịu ngừng. Trời đất ơi, nếu lỡ chiếc xe nào nó không thấy nó chạy luôn thì chết. Lúc đó thì nhìn hai chị em tôi giống như cướp giữa đường vậy. Tôi cũng mặc kệ, miễn sao xe chịu ngừng là được. Và trong bụng tôi thầm cầu mong, đừng có đón đúng ngay cái chuyến xe của nội tôi. Không có bao lâu sau đó thì có một chiếc xe đò, nó chạy tới và nó thấy chị em tôi ngồi giữa đường, nó ngừng lại. Thế là tôi vội vàng nhanh chân xốc cái vali lên, tay kia tôi lôi em gái của tôi phóng nhanh lên xe và đưa tiền xe cho lên xe luôn. Tay dắt em, tay cầm vali, thả vali xuống cầm tiền, thảy đưa liền và nói liền miệng luôn, đây nè tiền 2 vé xe về Sài Gòn, làm ơn chạy ngay đi. Lúc đó cả xe lông mắt nhìn chăm chú vào hai chị em tôi, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có cái người lơ xe nhìn chúng tôi, ông vừa cười vừa nói, rồi chắc là nhớ nhà nên trốn về đây nè. Cái câu nói này làm tôi xém bật khóc, nhưng mà tôi cố nén đau thương trong lòng và tôi tỏ ra cho lơ xe lời nói đó là sai, nếu không thì nó bể chuyện là thua luôn. Cũng may mọi người chẳng quan tâm lắm. Thế là xe tiếp tục chạy trực chỉ Sài Gòn. Phải nói thiệt là hú hồn. Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ trong bụng. Lần đầu tiên tôi ra chốn giang hồ. Nhưng mà chưa hết chuyện ú tim đối với trẻ con 7-8 tuổi vô cùng non nớt như tôi. Khi vừa xuống bến Sài Gòn, cái vấn đề quan trọng ở đây là tôi không có biết phải đi ngã nào hay đường nào để về nhà và trong túi tôi chẳng còn một xu. Nếu lỡ đói bụng thì cũng đành chịu trận thôi. Tôi thì không có sao. Bây giờ vấn đề chỉ tội cho em tôi vì nó yếu ớt hơn tôi nhiều. Cái sức chịu đựng nó không có. Lúc đó thì tôi đứng thừ người ra tôi suy nghĩ. Làm gì bây giờ? Khi trong túi không có tiền. Tôi mới sực nhớ ra cái tòa cao ốc văn phòng của ba cũng ở trung tâm Sài Gòn.
Và cũng may là tôi còn nhớ tên đường nên tôi hỏi thăm. Và rất vô cùng may mắn là cái tòa cao ốc đó cũng không xa bến xe lắm. Trên đường lò mò đến văn phòng của ba. Lúc tôi đâu có ngờ là tại sao Sài Gòn lại đầy mùi lũ đảng cai. Nó lộn xộn, nó xô bồ. Những đồ đạc hàng quán và hàng rong thì dứt bừa bãi khắp nơi trên mặt đường. Cái mùi lũ đảng cai vẫn còn làm cay xè mắt, làm chúng tôi vừa đi vừa dụi mắt và khó thở vô cùng. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi cố đi, tôi cố lách những cái va chạm người với người. Song song đó, tôi còn phải vừa xách vali vừa che chở cho em gái của tôi. Tôi chẳng biết chuyện gì đã và đang xảy ra cho Sài Gòn. Khi đi đến cái nơi mà cái building của ba tôi đặt văn phòng, thì lúc đó tòa nhà đã bị đóng cửa, không có làm việc. Phải nói lúc đó tôi giống như kiệt sức, tôi muốn khuỵu xuống. Tôi đứng không còn vững nữa, nhưng mà tôi cố gắng tôi bấm chuông. Tôi bấm liên tục, bấm liên hồi, cho đến khi có người ra mở cửa thì thôi. Phải nói cũng cỡ thời gian lâu, ít nhất cũng phải 5-7 phút, chứ không có mau. Thì lúc đó có một người lạ quắc ra mở cửa. Người này chỉ thò cái đầu ra ngoài, nói giọng lơ lớ tiếng Việt. Lị tìm ai? Đây có lẽ là người qua. Ban đầu thì người này thấy hai đứa con nít nên sắc mặt không có vui, nhưng mà chỉ vẫn mở miệng hỏi. Khi vừa hỏi nửa chừng lị tìm ai, thì ông ta trợn mắt ngạc nhiên với thái độ vui vẻ hỏi tiếp. À, có phải Lị là con của tổng giám đốc Hồng? Nhìn mặt Lị y chang ông tổng là biết ngay. Nghe vậy tôi gật đầu lia lịa và kêu ông quản lý phone về nhà cho ba biết hai chị em tôi đang ở văn phòng của ba. Người quản lý đưa chúng tôi vào phòng làm việc của ba và phone về nhà tôi ngay. Thế là hai chị em tôi lăn đùng ra ngủ trên bàn làm việc của ba. Cái bàn nó to, nó rộng như là cái giường mà nó mát mẻ vô cùng. Thế là hai chị em tôi tha hồ ngủ say sưa sau khi trải qua bao gai cấn và lo sợ. Ngủ được trong bao lâu thì tôi cũng chẳng có rõ. Tự nhiên tôi bỗng thức tỉnh khi nghe tiếng mẹ gọi. Trước mặt tôi là ba mẹ và người cô từ dưới nội lên đây cũng có mặt. Phải nói sắc mặt ai cũng như muốn là ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi đang còn ngơ ngơ ngáo ngáo thì bị mẹ cho ăn hai cái tát tai vô mặt đau điếng. Đánh xong mẹ còn mắng, thiệt là to gan, dám dẫn em bỏ trốn về. Con có biết là hiện giờ bên ngoài có nhiều mẹ mình đi bắt cóc con nít không? Tôi lắc đầu trả lời ngơ ngơ, dạ không. Mẹ tôi nổi điên, định cho tôi một cái tát tay nữa, nhưng ba đã cản lại và hỏi tôi. Tại sao con bỏ trốn về? Con làm cho cô Mười lo sợ, chạy lên Sài Gòn báo ba mẹ hay tin, vì chẳng biết hai đứa đang ở đâu. Khi thấy vali của hai đứa cũng biến theo. Trong lúc bên ngoài không có yên ổn, sinh viên biểu tình đấm đá nhau. Mẹ mình thì khắp nơi, ngay cả văn phòng của ba cũng phải đóng cửa. Còn hai đứa thì biến mất, làm người lớn vô cùng lo sợ an nguy của hai đứa. Nói cho ba biết, tại sao hai đứa không ở với nội mà trốn về? Rồi tiền đâu mà hai đứa ngồi xe đò về? Tôi nhìn mẹ tôi trả lời gọn lõn. Đừng có nên lẳng lặng bỏ con lại mà không đón về. Con nhớ nhà. Tiền xe con chỉ thiếu 2 đồng đã lén mượn nội. Con sẽ trả cho nội khi có tiền. Sau đó mẹ gằn hỏi em tôi. Lần sau con muốn đi nữa không? Nó gật đầu lia lịa khiến bị ăn hai cái tát tai lạng nhách vô mặt. Đây là câu chuyện thứ 5, chuyến về quê ngoại bị bỏ lại bất đắc dĩ. Lại đi, lại bị bỏ, giống như đi về quê nội bị bỏ.
bây giờ về quê ngoại cũng bị bỏ nữa là sao? Phải nói là hơn một năm sau từ chuyện tôi về quê nội, mẹ có chuyện phải về quê ngoại, chẳng hiểu sao mẹ lại bắt tôi đi theo. Trong khi mẹ tự hiểu là tôi không có thích đi xa nhà như cái chuyến về quê nội vừa qua. Trong khi ngoài tôi ra còn có ba người anh chị em khác của tôi. Mà tại sao mẹ tôi cứ nhè tôi mà cứ bắt đi lung tung như thế, tôi không thể hiểu được. Mẹ lúc nào cũng bảo đừng có lo, vì mẹ sẽ ở với tôi cho đến khi trở về Sài Gòn mẹ tôi dắt về theo. Tôi hí hửng tin như thế mà vô tư chơi đùa trong mấy ngày, hưởng hương đồng và sông nước miền quê ngoại. Cái bữa trưa hôm sau, tôi nghe có tiếng ca của người em trai họ. Tuy nói nó là em trai, là tại vì cái vai vế phải kêu tôi bằng chị, nhưng mà phải nói anh ta lớn hơn tôi cả chục tuổi. Ảnh vừa tắm vừa hát nghêu ngao, mà cái từ ngữ lời lẽ trong bài hát rất là khó nghe, có khi tục tiểu nữa. Cho nên tôi khó chịu lắm, tôi bỏ vô trong nhà. Anh tắm ở ngoài trước. Ủa sao lạ vậy? Là tại vì thời đó dưới quê đó, người ta luôn làm phòng tắm phía ngoài sân, cho tiện việc nước nôi tắm rồi nó chảy ra mương luôn. Còn cái nhà vệ sinh thì nó tận ở ngoài ao nuôi cá. Rồi cũng vào trưa hôm sau kế đó, tôi lại nghe tiếng ca khó nghe của ông em nữa. Chắc là ông đang tắm và hát nghêu ngao suốt buổi, với những lời ca cũng tục tiểu và lời ca làm cho tôi khó chịu. Nên tôi vội ra sân bảo anh ta im đi, cho tôi nhờ đừng có hát nữa. Khi tôi ra đến nơi thì tôi thấy cái cửa phòng tắm nó mở toang ra, chẳng có ai tắm táp gì trong đó cả. Vậy thì cái tiếng hát vừa rồi là của ai? Chẳng lẽ là anh ta tắm nhanh đến độ khi anh tắm xong rồi anh vô nhà mà tôi không biết? Không đúng. Tại vì trong nhà ra sau giường chỉ có một ngõ. Khi tôi đi ra, tôi có thấy ai đi vào nhà đâu. Bất chợt tôi lại nghe tiếng hát lại cất lên. Tôi vừa nhìn theo tiếng hát phát ra là nó ở tận trên cây chùm ruột gần nhà tắm, chứ không phải trong nhà tắm. Thì tôi nghĩ chắc là ông em này, ông chưa có tắm, hoặc ông không có tắm mà ông trèo lên cây chùm ruột hóng gió chăng. Mà cũng không đúng. Khi tôi nhìn lên cây chùm ruột thì tôi thấy cái dáng dấp này không phải là ông em. Vì dáng người nó nhỏ, nhỏ xíu à. Phải nói nếu mà cái người này là con của ông em thì đúng hơn, chứ không phải là ông. Nó nhỏ lắm. Nhưng có điều là cái người ngồi trên cây đó, nó ngược với ánh nắng, nên tôi không có nhìn rõ mặt mày. Tôi lắc đầu, tôi bước vào nhà và tôi nghĩ, chẳng lẽ cái đám con trai cả làng cả xóm này đều hát những bài hát như thế sao? Khi tôi vào nhà một chập thì tôi nghe tiếng ông em bước vào nhà từ cửa trước. Ủa? Hồi nãy hát phía sau, bây giờ lại vô từ cửa trước. Tôi mới lên tiếng. Thiệt là chán. Hằng ngày anh vừa tắm vừa hát nghêu ngao. Bạn anh cùng xóm bắt chước cũng nghêu ngao hát bậy bạ, hát nham nhở trên cây chùm ruột ngoài kia kìa. Ra mà nghe tác phẩm của mình tệ lậu cỡ nào. Lúc đó thì ông em nhíu mày ra vẻ ngạc nhiên và không hiểu những gì tôi nói. Làm tôi bực mình, tôi hỏi gặng. Đừng làm bộ không hiểu rồi để chối đó nha. Lúc đó thì ông em mới gắt lại. Thiệt tình không hiểu thiệt đó. Chuyện gì mà khiến bà chị của tôi nói như vậy? Chính bây giờ tôi lại là không hiểu. Tại sao cái ông em ổng gắt lại? Tôi mới kể lại mọi chuyện đã từng nghe, từng thấy cho gia đình nghe. Cuối cùng thì bà cô tôi lên tiếng. Cái cây chùm ruột ngoài đó, có một thằng hàng xóm nó vào leo hái trái để nó đem về nó nhậu. Không biết trời xui khiến sao, nó bị té ngã và nó chết. Tuy rằng nó chết ở trong bệnh viện, nhưng mà ở nhà vẫn sợ,
và muốn đốn cái cây chùm ruột này. Nhưng mà không hiểu sao, bằng mọi cách mà không tài nào đốn đi được. Khi mà búa vào cây, từ dao phay hay là cho tới búa, thì nó đều văng ra khỏi cán. Đến khi đào đất để bứng rễ nó lên, thì cuốc xẻn nào cũng bị gãy cả. Nên cả nhà đành để đó, cũng chẳng ai muốn động vào nữa. Theo năm tháng cũng êm ru, chẳng có sự tình xảy ra. Cho đến nay là khoảng 3 năm tròn. Giờ thì con gặp nó xuất hiện. Chắc có lẽ là nó muốn ghẹo con. Còn cái bài hát đó cũng là của nó chế ra. Mỗi khi nó hát là lúc nó say xỉn. Phải nói là kể từ đó, tôi cũng không muốn ra sân sau vào buổi trưa nữa. Không phải là vì cái lời hát nó sàm sỡ, nó nham nhở hay tục tiểu, mà thật sự tôi không muốn gặp cái trường hợp xảy ra nữa. Vì tôi biết cái tiếng hát đó, con người đó không phải là người em họ của tôi. Và cũng trong ngày hôm đó thì tôi lại phát giác ra một điều thiệt là đáng buồn. Một lần nữa tôi lại vắng mẹ. Ngay cả trong cái bữa cơm chiều, tôi có hỏi bà cô, bà cho biết là mẹ vội về Sài Gòn vì có chuyện quan trọng gấp. Phải nói là tôi như cái bong bóng bị xì hơi. Cả đêm tôi không tài nào ngủ được hết. Tôi vừa buồn, vừa giận, tôi vừa tủi thân. Tôi không hiểu tại sao tôi cứ luôn bị bỏ rơi ở nơi không thuộc về mình. Lần trước thì bên nội, lần này thì quê ngoại. Lúc trước ở quê nội còn có em gái theo cùng. Nay thì không có em gái, chỉ một mình tôi ở quê ngoại, giống như là tứ cố vô thân vậy. Mà hễ ai càng thức đêm, càng khó ngủ, thì đều biết là mình hay bị mắc tiểu. Lúc mà tôi nhìn ra bên ngoài thì trời tối thui. Phải nói tôi lười, tôi không muốn lết ra cái ao cá, vì nó không có gần nhà cho lắm. Thôi, tôi cũng ráng cố nhịn chờ sáng để đi giải quyết cả hai luôn, vừa tiểu vừa tiêu cho nó tiện. Nhưng mà trong lòng thì tính vậy, nhưng mà có chịu nổi không? Càng chờ thì cái bụng nó càng căng, chịu không nổi. Cái mắt tiểu thì không đến nỗi nào, còn cái đau bụng càng nín thì nó càng đau. Cho nên tôi vội xách đèn, cái đèn bão để đi ra ao cá để tôi giải quyết. Ở trong bụng tôi thì cũng yên dạ. Vì tôi khi mà tôi đi vào giờ này thì không ai có thể nhìn mặt mình được. Cái chuyện không có quan trọng đối với người dân ở thôn quê. Nhưng phải nói đối với dân thành thị như tôi, khó mà hòa nhập vào chuyện tế nhị này. Đi tiểu đi tiện mà để người khác thấy, chịu không được. Khi đi trên đường ra ao thì lúc đó nó có gió mát, làm cho cái đám cây nó kêu xào xạc cũng vui tai. Thì khi đi ngang cái bụi chuối, tôi nghe từ cái tiếng bụi chuối hay là cây chuối nó kêu kẻo kẹt, nó kêu răng rắc, nó nấc từng cơn, làm tôi liên tưởng đến các quầy chuối nó đang nở xanh con. Theo dân quê nói thì hoa chuối nó nở thành từng nải, nhiều nải thì nó gọi là hoài. Người dân quê nói như vậy làm cho tôi hiếu kỳ và tôi muốn chứng kiến cái cảnh hy hữu này. Phải nói là đối với dân thành thị không dễ được thấy đâu. Và tôi vội lủi vào bụi chuối, tôi tìm kiếm cái cây chuối đang xanh con. Tôi quên cả việc phải ra ao cá. Tìm hoài tôi không thấy cây đang xanh con, mặc dù tôi vẫn còn nghe cái tiếng nở của nó, thiệt là quái lạ. Thôi, cuối cùng tôi phải ra ao cá để giải quyết trước cái bầu tâm sự của mình. Sau khi xong rồi thì bận về, tôi lại lủi vào lùm chuối lần nữa để tôi tìm cho ra. À, tôi đã tìm ra nó rồi.
Nguyên một cái quầy chuối nó dài gần chấm đất luôn. Lạ một điều là cái quầy chuối này thì nó được bao bọc bởi cái lá quấn quanh. Qua cánh đèn bão thì tôi nhìn thấy như thế. Chứ tôi chưa có thấy quả chuối nào, cái quầy chuối nào như thế cả. Cái quầy chuối mà nó bọc bởi cái lá, cho nên tôi không thấy được quả chuối nào hết. Tôi mới nhìn kỹ lại lần nữa từ dưới lên. Cái phần gần đất thì nó nhỏ và nó to dần lên phía trên. Tiếc là không có nhìn thấy được quả trái chi hết. Thật là thiếu sót. Rồi tôi đưa đèn lên dần, đến cái phần không còn lá bao phủ thì tôi thấy có một mớ rau, giống giống như là tóc vậy. Tôi mới nghĩ trong bụng thiệt là quái lạ, chuối gì mà có rau có tóc, nó đâu phải là bắp đâu. Thiệt là vô lý, tôi mới vội dán cái mớ rau tóc đó qua một bên để xem cái bên trong đó là cái gì. Khi tôi dán cái rau tóc qua thì tôi thấy có hai cái con mắt vàng khè và cái mồm nó tan quát, kêu lên những âm thanh kẽo kẹt, răng rắc của cái tiếng chuối xanh nở. Đã vậy nó còn nhúc nhích như là muốn di chuyển về phía tôi. Phải nói lúc đó chân tôi như quỵ xuống. Cái gì đây trời? Tôi chẳng còn muốn biết là thứ gì nữa. Tôi chỉ sợ nó cắn cho tôi một phát là tiêu đời luôn. Và lúc cũng không cần biết mình đang có mấy chân để mà chạy. Khi về đến cửa sau, tôi mới biết nãy giờ mình chẳng chạy được bước nào. Mà hình như mình chỉ bò bán mạng và cái đèn bão cũng không còn ở trên tay. Khi vào nhà thì ai cũng còn đang ngủ. Tôi run rẩy chui vào mùng trùm mền trong cơn hoảng sợ. Hai hôm sau tôi mới tỉnh lại qua cơn sốt cao từ trong giấc ngủ của đêm bò bán mạng đó. Phải nói là tôi đã đổ bệnh trong hai đêm liền, hai hôm liền. Và trong cơn mê, tôi kêu mẹ, kêu cha và tôi chỉ la những cái tiếng có liên quan đến chuối. Người nhà thay phiên nhau bế tôi qua trường học gần đó để có bạn mà thôi khóc. Khi đòi mẹ, tôi bất chấp lúc này quanh tôi là thứ gì cũng không quan trọng bằng mẹ. Tôi đập đổ những gì trước mắt tôi. Hình như là tôi đã lật tung mấy phòng học trong cơn nhớ mẹ, nhớ nhà. Và tôi mê man trong cơn bệnh sốt cao lần nữa. Khi tôi tỉnh lại do ánh nắng rọi chiếu thẳng vào mặt và loáng thoáng thấy mình đang nằm trên ghe và còn nghe bà cô bàn với chủ ghe về những chuyến xe đò nào về Sài Gòn nhanh nhất. Cuối cùng thì tôi gặp mẹ ở bến đò. Ôm tôi vào lòng ngồi chờ xe riêng của ba xuống đón tôi về Sài Gòn. Tôi không biết là trận bệnh này do cây chuối sanh con hay do nhớ nhà mà ra. Từ đó thì ba cấm mẹ không được đưa tôi đi bất cứ nơi đâu xa nhà. Nhưng mà ai ngờ, chính tôi là người bán mạng trên biển để làm boat people, để tưởng chừng như không bao giờ gặp lại gia đình ruột thịt. Nói thiệt, lúc tôi định cư ở Úc không bao lâu, gia đình đã gửi thư năn nỉ tôi đừng lộn cổ trở về Việt Nam khi nhớ nhà. Giống như lúc nhỏ, hễ tôi nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ nhà là bằng mọi cách tôi phải về Sài Gòn cho bằng được. Giống như thời gian ở bên quê nội và ngay cả bên quê ngoại. Nhớ cha, nhớ mẹ đến bệnh, đến điên cuồng và phải về Sài Gòn cho bằng được. Biết tánh tôi như vậy nên gia đình gửi thư năn nỉ tôi đừng lộn cổ trở về Việt Nam nữa khi nhớ nhà. Các bạn có biết, trong 5 năm đầu, hằng ngày, tôi chan cơm bằng nước mắt mà ăn khi nhớ đến gia đình. Anh Thảo, lần này em xin gửi đến anh một vụ án đã gây xôn xao ở Sài Gòn vào thập niên 70. Báo chí rầm rộ thêm mắm dặm muối, bẻ cong diễn biến.
tần tình tư tưởng vào tưởng tượng của người viết bài để kiếm tiền. Thiên hạ không biết đâu là sự thật khi trên mặt báo đăng cái tin cái chết của một me Mỹ, hoặc là cái giá phải trả của một ca ve, phải nói những hàng tiếp giật gân, xì căng đan, làm cho mọi người phải chú tâm theo dõi. Và đó là cơ hội nhà báo kiếm tiền. Và trong nội dung hoàn toàn bóp méo sự thật từ thân thế cho đến gia cảnh của nạn nhân, phải nói thiệt là bậy bạ khi báo chí đăng thật là nham nhở, đồi trụy và bao nhiêu tội lỗi của xã hội đều phủ lên đầu nạn nhân để kiếm tiền trên xác chết. Em sẽ kể cho anh nghe, không phải là để biện minh cho nạn nhân, vì chuyện đã trôi qua mấy chục năm rồi. Phải nói là đã quá trễ để mà biện minh cho cái sự việc nó xảy ra mấy mươi năm đó. Và cũng không cần thiết để biện minh. Nhưng em muốn kể lại để cho thấy cái sự thật nó không giống như trên báo chí đã đăng tải một thời. Cái phần đầu thì nó hơi dông dài một chút vì nạn nhân là người thân của gia đình em. Và bây giờ thì mọi người mới hiểu tại sao em dám khẳng định rằng báo chí thời đó chỉ đưa những cái tin giật gân, viết những câu chuyện sai sự thật để kiếm tiền. Là tại vì em là người thân của cái người quá cố. Như em cũng đã nói sơ qua trong chuyện bùa ngải của chú em, kho tàng chuyện ma dân gian kỳ thứ 157. Nam hay nữ, có nhan sắc trời cho lại chính là cái họa cho bản thân. Ở bên hồng ngoại cũng có một người bị họa vì nhan sắc của mình. Nhưng phần sau mới là phần tâm linh. Sở dĩ em giọng dài phần đầu vì muốn cho anh hiểu, nạn nhân chỉ là bà con thân thuộc, nhưng trong câu chuyện là dính dáng với gia đình em như ruột thịt. Em xin vào chuyện thứ 6, câu chuyện kết hôm nay, câu chuyện hồng nhan bạc mệnh. Ở bên hồ ngoại tôi, có người chị họ là con gái lớn của ông cậu họ. Phải nói chị rất đẹp nhờ giống cha của chị. Lúc tôi còn nhỏ thì gia đình tôi và gia đình cậu thường xuyên tới lui với nhau. Có lẽ cũng nhờ hai nhà ở cùng một quận, cho nên không xa nhau lắm, đó là quận nhất. Tôi nhớ mãi những hình ảnh thời thơ ấu. Cậu thường hay làm ông già Noel, ở trên vai luôn vác một cái bao vải màu đỏ mỗi khi gia đình tôi tổ chức tiệc Giáng sinh để quy tụ họ hàng quyến thuộc hàng năm, mặc dù gia đình tôi không có đạo. Ở trong cái bao vải đỏ của cậu có năm thì đầy bánh trái, có năm thì toàn đồ chơi, đại khái thì năm nào cũng chẳng giống năm nào. Và cậu chỉ phân phát cho đám con nít có mặt trong ngày đó. Lâu lâu thì cậu còn tổ chức cho những lũ nhóc vui cùng với đám con của cậu cái chương trình đố vui có thưởng ở bên nhà cậu. Phải nói 3 năm liền, tôi là người giật giải nhất. Nhắc lại kỷ niệm cho quay của thời ăn chưa no, lo chưa tới, để hâm nóng cái tuổi già. Chị tên là chị Tuyền. Chị Tuyền đây là con gái lớn của cậu. Từ lâu thì chị ở xa, tôi ít khi gặp mặt. Khi chị trở về với gia đình thì thấy chị đã có chồng và một đứa con trai 3 tuổi. Phải nói là nó giống cậu tôi như đúc. Còn người chồng của chị là lính, có cái cấp bậc gì tôi không có rõ. Nhưng mà lúc chị trở về gia đình thì chồng chị đã giải ngũ vì bị mang bệnh rất nặng. Chồng của chị nằm liệt giường, hằng ngày thì chị phải cõng chồng trên lưng mỗi khi di chuyển hoặc làm vệ sinh. Và sau đó không lâu thì chồng chị qua đời khi chị ở ngưỡng cửa gần 30 tuổi. Đây là cái lứa tuổi còn rất trẻ. Vì còn phải nuôi con nên mẹ tôi mới đề nghị là thôi chị hãy qua nhà tôi ở để mẹ truyền cái nghề may áo dài để có cái nghề mà nuôi thân, nuôi con của mình. Thế là chị vào ở chung với chị em tôi được 2 năm. Thời gian đó thiệt là vui vẻ và bình an. Bỗng dưng cô Út. Cô Út đây là em của ba, mới nói với chị Tuyền là thôi đi theo cô vào sở Mỹ làm việc.
cái công việc nó vừa nhàn mà lương thì lại cao hơn. Cái việc làm của cô tôi là cung cấp những vật liệu cho từng khu, chỉ có vậy thôi. Và cô đã làm việc ở Sở Mỹ đó cũng đã hơn 2 năm. Chị Tuyền nghe nói như vậy cũng ham, nên mới đi theo cô tôi thử xin việc, coi có nó ra sao. Nếu được thì mình làm, còn không được thì mình tiếp tục học mai. Dầu gì thì học nghề mai cũng gần xong, cũng chẳng mất mát gì cả. Nhưng mà mẹ tôi đã phản đối và khuyên can chị Tuyền hết lời. Mẹ tôi không thích và cũng không muốn chị Tuyền đi vô làm Sở Mỹ. Mẹ tôi chỉ muốn chị Tuyền chỉ học nghề mai của mẹ. Không phải vì ích kỷ, mà bởi vì mẹ tôi có cái linh tính không lành. Mẹ tôi nghĩ rằng chị đặt chân vào nơi có lắm người ngoại quốc mà lại là quân đội, thì chẳng hay ho tốt lành gì cho thân gái, mà nhất là chị là người có nhan sắc, còn trẻ. Và cuối cùng thì chị đã nhận được việc một cách nhanh chóng. Chị cố xin được làm công việc như là cô của tôi thì vị giám đốc lắc đầu lia lịa. Và cuối cùng thì cái vị giám đốc đó đồng ý cho chị tôi làm thâu ngân vì chị rất giỏi Anh ngữ. Mọi chuyện phải nói là tốt đẹp và bình yên trong 6 tháng trời. Lúc đó thì giám đốc cũ trở về nước thay vào một vị giám đốc khác mới hơn. Rồi cũng sau 6 tháng là đổi một cái người giám đốc khác nữa. Lần này thì vị giám đốc mới trẻ hơn 2 giám đốc trước, mà lớn hơn chị tôi cũng chẳng bao nhiêu tuổi. Bỗng vài tháng sau thì 2 giám đốc cũ quay trở lại Sài Gòn. Phải nói rằng 3 ông đụng mặt nhau nhưng chẳng có chút gì thân thiện. Và đối với chị thì rất vô tư, vì chị chẳng biết 3 ông giám đốc này có cái gì đó xảy ra khi gặp mặt nhau. Chị cảm giác là 3 ông không có thân thiện với nhau. Sau vài ngày thì 2 ông giám đốc cũ rời Việt Nam, thì ngay lập tức ông giám đốc trẻ mới này vội vàng xin cưới chị và muốn đưa chị về Mỹ. Phải nói chị bị sốc, và chị ngỡ ngàng và cũng không kém phần lo sợ vì sự việc nó xảy ra quá bất ngờ. Ông giám đốc trẻ này muốn xin cưới chị đàng hoàng và muốn đem về Mỹ. Và tất cả những sự việc này tôi biết rõ là tại vì mọi chuyện xảy ra nhất nhất chị đều kể cho mẹ tôi nghe. Phải nói mẹ tôi có linh tính ngay từ đầu, khi chị chưa sinh việc, đừng nói chi bây giờ nghe kể. Mẹ không khỏi thở dài nặng nề và cứ lắc đầu liên tục. Mẹ chỉ nói một câu: con nên xin nghỉ việc nếu muốn yên thân, tuy rằng hơi muộn. Từ lúc mà chị được việc làm ở nơi này, chị không có về nhà của ba mẹ tôi. Tại là tại vì chị đi làm tang sở là hơi trễ, mà nếu đi về tới nhà ba mẹ tôi thì khuya quá. Cho nên chị mới mướn cái tầng lầu ở trên của một căn nhà của một vợ chồng ông đại quý Việt Nam để chị ở lại khi tang sở. Nói đúng ra thì chị ngại ba tôi thì có, chứ chuyện về nhà trễ đâu có sao. Ngại ba tôi vì ba tôi rất khó và nghiêm khắc, nhất là đối với con cháu gái. Ngay cả bữa cơm trong nhà, phải nói rằng chị thấy chị em chúng tôi cùng dùng bữa là thường, nhưng với ba chị chỉ đôi lần trong năm, tại vì ba mẹ tôi dùng cơm riêng mâm và riêng phòng, chứ không có ăn chung với con cái. Cho nên chị quyết định là mướn một căn phòng ở trên lầu của gia đình của vợ chồng ông đại quý Việt Nam. Và sau cái sự việc đó xảy ra, chị quyết định nghe lời mẹ tôi, chị nghỉ ở nhà và trở về tiếp tục học mai nơi mẹ tôi. Sau khi học mai xong thì chị dùng cơm chiều cùng gia đình, và sau khi cơm nước xong là chị quay trở về nhà trọ của chị. Thời gian trôi qua không lâu, vào một buổi sáng sớm, trong khi tôi đang quét sân trước nhà,
Tôi có thấy một thầy cảnh sát đi qua đi lại trước nhà mà cứ nhìn tôi. Nhìn mà có cái thái độ cứ trù trừ, do dự, đang định làm cái gì đó rồi lại thôi. Và cuối cùng thì thầy ta cũng bước đến, đưa cho tôi một cái thẻ căn cước của ai đó và hỏi: đây có phải là nơi trú ngụ của cô Phạm Thị Tuyền không? Tôi đáp lời: dạ phải. Lúc đó thì tôi mới nhìn kỹ cái tấm thẻ căn cước trên tay, đúng là của chị Tuyền. Thì tôi liền nghĩ ngay trong đầu, có lẽ là chị bị đánh rơi nên cảnh sát hay có ai nhặt được đó đưa cho cảnh sát mới đem trả lại, vì trên đó có địa chỉ nhà. Tôi chưa kịp mở lời cảm ơn thì thầy cảnh sát này phan cho một câu: người nhà nên chuẩn bị đi nhận xác cô Tuyền ở nhà xác của bệnh viện. Lúc đó tôi như á khẩu, tai tôi bị ù, tôi như bị đóng băng, người đứng chết trân. Mắt tôi nhìn thầy cảnh sát đến báo tin đi xa dần mà tôi chưa có ý thức nào hoạt động ngay trong đầu. Và ngay cả việc tôi đánh rơi cái cây chổi lúc nào tôi cũng không biết luôn. Trong bao lâu tôi không biết, mà chỉ biết cơ thể của tôi gai ốc nó trổ ra khắp người. Lúc đó thì tôi mới nhận thức sự việc, rồi tôi mới gào thét la khóc, ù té chạy nhanh vào nhà. Tôi la toáng lên khiến cả nhà tưởng như là có giặc tới. Ngay lập tức tôi và chị lớn lấy hai xe chở mẹ vào viện để gặp chị Tuyền trong tâm trạng ngờ vực. Chúng tôi không dám tin, nhưng mà đích thân cảnh sát đã đến tận nhà báo tin thì không thể không tin được. Đang chở mẹ trên xe mà người tôi vẫn còn run rẩy, và trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của chị Tuyền. Nhất là một tấm hình chị mới chụp trước đó không lâu, đã rửa thật to, lại còn lồng khung treo trên tường. Khi lúc đầu tiên nhìn thấy tấm hình đó, tôi bất giác chợt rùng mình. Tôi chẳng hiểu tại sao tuy hình chị rất đẹp, nhưng tất cả phong nền và thân người đều toàn đen tuyền một màu. Duy chỉ gương mặt của chị thì nổi bật trắng toát, nhưng lại là chỉ phân nửa gương mặt mà thôi, nghĩa là chị chụp nghiêng. Chẳng lẽ đó là cái điềm mà chị chỉ sống nửa đời người trong số phận thiếu vắng màu hồng như cuộc đời của chị? Phải công nhận nét đẹp của chị luôn đượm nét u buồn. Và cũng chính cái nét đẹp này, chị đã đánh ngã đàn ông dễ dàng, mặc dù chị chẳng cần ra tay hay cố tình quyến rũ một ai. Khi đến nơi nhận xác, nhân viên bệnh viện đưa chị ra. Phải nói tôi, chị lớn và mẹ tôi giống như là bị đứng chết trân vậy. Mặc dù trước đó tôi đã được nhân viên viện cảnh báo, nhân viên của bệnh viện cảnh báo trước là phải giữ bình tĩnh khi mà các chị nhìn thấy nạn nhân. Chị được trùm kín tấm vải trắng. Tấm vải đã bị thấm máu từng bệt to đầy trên đó. Cả ba mẹ con đều không cầm được nước mắt và không thể ngăn được sự đau lòng cắt ruột, mà chỉ biết gào to khóc thét mà thôi. Đâu có còn gì là con người qua hình hài bị tàn phá đến như vậy. Đủ biết hung thủ ra tay, hung thủ đây không phải là một con người nữa. Mẹ đến bên chị kéo vải tấp xuống để nhìn mặt chị trong tiếng khóc nấc. Mẹ vén lên từng mớ tóc se cứng bởi máu đã khô đang che lấp khuôn mặt của chị. Khi gương mặt chị lộ ra, phải nói gương mập mặt không còn ra hình dạng cũ nữa. Cả một cái gương mặt đều sưng bầm. Miệng mồm thì cũng chẳng còn ra hình thù nào cả. Méo mó, sưng dù, trông như quỷ. Mẹ đau lòng ôm mặt chị vào lòng, chị biết khóc nức mà thôi. Bỗng mẹ khựng lại và nhìn vào mặt chị mà ngẩn người ra mấy giây, khi khám phá tay mẹ đang đụng trúng cái gì đó ở phía sau đầu của chị. Mẹ vội rút tay lại và nhìn thấy tay mình toàn là máu, lẫn lộn
với cái chất gì đó bầy nhầy. Mẹ vội lật phía sau đầu của chị. Trời ạ, sau đầu của chị có một lỗ hổng toát to hơn cái chén. Cái chất lầy nhầy lẫn máu dính trên tay mẹ chính là ốc não của chị. Mẹ tôi sắp ngất đi. Nhân viên viện vội đưa mẹ ra bên ngoài. Bên trong chỉ còn tôi và chị lớn tiếp tục vừa khóc nấc vừa kiểm soát. Phải nói tôi thì cũng không có ơn lắm, vì đây là người thân chẳng có gì phải ghê. Không phải là tôi cũng đã thường xuyên trông thấy những xe công binh chất đầy xác chết từ chiến trường về thành phố hay sao? Có nhiều xác đâu có còn nguyên vẹn, và có nhiều xác còn kinh dị hơn chị Tuyền nhiều. Có vài lần vào sáng sớm, tôi chạy xe nối đuôi theo xác xe công binh chở xác người. Tuy là xe có phủ bạc, nhưng mà họ chạy quá nhanh, khiến cho tấm bạc nó bay phất phới và tôi đã nhìn rõ mồn một những cánh tay, những cái chân đu đưa theo nhịp chạy của xe. Ban đầu thì tôi kinh hãi đổ bệnh, buồn nôn, nằm bệnh, cứ bị ám ảnh. Khi mà suy đi nghĩ lại thì lại càng thương cảm những cái xác chết anh dũng đó đã hy sinh mạng sống nơi chiến trường để bảo vệ đất nước, nên mình mới có được cuộc sống bình yên nơi thị thành và những người thân ruột thịt của bao gia đình. Và ở đây cũng là người thân của tôi, nên tôi nhũng lòng đau từng khúc ruột và tim co thắt từng cơn. Khi vợ tắm đắp xuống dần tới hai cánh tay, thân mình và phía đùi trên đầy lỗ chỗ vết đạn ghim vào như tổ ong. Còn phần hai ống chân, đạn ghim đầy tét thịt lòi cả ống nguyễn. Chị tôi chết trong đau đớn cùng cực như thế đó, không thua gì những cái chết ở chiến trường. Lạ một điều, dù rằng đã chết hai ngày, mà xác của chị vẫn mềm mại như thường mà không có bị cứng. Ở nhà định là hôm sau sẽ tấn liệm cho chị. Bỗng ông giám đốc cũ đầu tiên xuất hiện nơi nhà xác, vội vàng chạy đến bên xác chị, xốc chị lên mà hôn đắm đuối như hôn người còn sống. Hôn xong ông chỉ biết ôm chị mà khóc và gọi tên chị liên tục như muốn chị tỉnh lại. Cho đến ngày thứ ba thì xác chị vẫn còn mềm, nên rất dễ tắm rửa và tẩn liệm. Chợt vài người tẩn liệm lúc đó thấy hai dòng nước mắt của chị chảy ra từ hai khóe mắt. Và dòng nước mắt này chảy ra cũng khá lâu, khiến ai cũng thương cảm cho chị. Ở bên phía quân cảnh cho gia đình biết, người giết chị là cái người giám đốc người Mỹ nơi chị làm việc lúc trước. Sau khi giết chị xong thì hắn đã bị điên loạn. Hắn đã nã hai băng đạn vào chị trong điên cuồng. Chị bị giết tại nhà của chị và giám đốc này sẽ được đưa về Mỹ để xử án. Sau khi tang chế cho chị xong, gia đình tôi đến nhà vợ chồng người đại quý Việt Nam đã cho chị thuê tầng nhà trên để thu dọn đồ đạc của chị. Khi lên tầng lầu nơi chị ở, đập vào mắt người nhà là trên bức tường phòng khách còn đầy những bệt máu loang lổ và còn để lại dấu vết ốc não văng vào đó. Nhìn cảnh tượng không ai còn tài nào mà bước đi vững nữa. Người như mất trọng lượng, gần như sắp đổ sụp. Chẳng ai còn lòng dạ thu dọn gì cả, đành siêu vẹo bước xuống nhà gặp bà đại quý, xin khất qua ngày khác để đến thu dọn. Sau đó chúng tôi nghe bà đại quý kể. Hôm xảy ra án mạng, chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cô Tuyền cho tôi biết là cô sẽ đi qua nhà người cô họ
để học mai. Và cô cũng đang chuẩn bị đi. Nhưng ngay lúc đó thì giám đốc cơ quan Mỹ đến gặp cô Tuyền. Lúc đầu hai người vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng cô Tuyền cho biết là cô muốn ra ngoài. Nhưng có điều đặc biệt là cổ không nói là đi đâu. Giống như là cổ giấu cái chỗ cổ đi đến. Thì lúc đó tên giám đốc này bắt đầu hơi to tiếng. Và tôi nghe ông ta hỏi cô Tuyền có muốn làm đám cưới và qua Mỹ với ông hay không? Cô Tuyền trả lời ngay, no, tức là không. Khiến tên giám đốc này gào lên, why? Why? Hắn gào lên why, tức là tại sao liên tục. Rồi lúc đó hai người bắt đầu to tiếng và cãi vã với nhau một chập. Kế đó là tiếng da đập nhau và tiếng súng đổ giòn tan liên hồi sau đó. Tôi chỉ biết chạy lẹ ra khỏi nhà mà điện cho chồng và cảnh sát thôi. Chỉ trong một ngày sau khi cô Tuyền mất, đêm tôi nghe ở trên gác cái tiếng lục đục như là lúc cô còn sống. Lúc thì lục lọi kiếm gì đó trong tủ áo quần, lúc thì ở trong tủ chén bát. Rồi chính tay tôi nghe tiếng cô ấy khóc lóc. Rồi cô lết dép đi tới đi lui không ngừng cho suốt đêm. Cái chết của cô ấy khiến nhà tôi không thể cho ai mướn được cả. Những cái bạch máu dính trên tường, tôi đã cọ rửa 5 lần 7 bận, nhưng mà không tài nào cọ sạch được. Khi tường khô thì vết máu lại hiện rõ như là mới dính vậy. Sau khi nghe bà đại quý kể đến đoạn chị Tuyền, cho tên giám đốc biết là chị muốn ra ngoài, nhưng mà không nói là đi đâu, là tôi hiểu ngay. Chị không muốn tên này làm phiền gia đình tôi khi nó biết sự đi lại của chị, và sẽ có lúc nó sẽ đụng chạm đến ba tôi. Phải nói vô cùng phiền toái, vì tánh khí tên này nóng nảy và bồng bột, thành ra con người thiếu lịch sự và tế nhị. Chị đã từng tâm sự với mẹ như thế về tên giám đốc này. Còn ở bên nhà tôi cũng chẳng thua gì với bên nhà bà đại quý. Sau khi chị mất thì trong những ngày mấy chị em tôi ngủ mê là y như rằng cùng nghe tiếng người gọi đánh thức. Lúc thì gọi tôi, lúc thì gọi tên chị lớn hay là anh lớn. Mấy đứa thức dậy, thức dậy, trễ học rồi đó. Có lúc chúng tôi bị đét vào mông rõ đau luôn. Mấy chị em cùng thức dậy ngơ ngác nhìn nhau và cũng chẳng để ý gì cả. Có một hôm mấy chị em tôi cùng mê luyện chưởng. Mỗi đứa một cuốn đọc ngấu nghiến cái bộ Lộc Đỉnh Ký. Không thể ngừng nghỉ vì khoái cái trò ranh mãnh của nhân vật Vi Tiểu Bảo. Phải nói thời đó đâu có được thưởng thức sống động như xem video ngày nay. Nhưng mà thưởng thức qua truyện viết thì nó lại đầy đủ tình tiết hơn, cho nên vô cùng lôi cuốn. Cứ thế mà chúng tôi quên giờ giấc vào giường. Mà khi chịu vào giường là khi mẹ lên tận nơi tắt hết đèn. Đã vậy mẹ còn rút ra cái cầu chì thì lúc đó cả bọn mới bó tay. Và bó tay rồi không cách chi bật đèn lên được thì cả ba mới chịu vào mùng là gần như muốn ngủ ngay thôi. Đang thiêu thiêu ngủ, bỗng dưng nghe tiếng nói ở ngay trong mùng. Đáng đời, thức khuya cho cố để sáng dậy không nổi. Lúc đó thì cả ba đều giật mình cùng mở mắt nhìn nhau như ngầm hỏi, mày có nghe thấy gì không? Tự động cả ba cùng gật gật đầu và teo rét trong im lặng. Anh tôi vội trùng mền trong run rẩy, mặc dù chưa biết cớ sự gì. Cứ sợ trước mọi chuyện tính sao. Còn tôi và chị lớn thì trong tình trạng bình tĩnh nhưng mà run. Cũng chưa biết tính sao. Rồi lại có tiếng nói cũng còn ở trong mùng. Tại sao còn chưa ngủ? Sáng mai chẳng thèm gọi thức nữa đâu nha. Cho trễ học luôn. Tôi và chị lớn cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Tuy gần mà xa. Và còn cảm nhận có phần quen thuộc.
thấy một bóng người ngồi thù lù dưới chân giường với cái dáng dấp rất thân quen. Nhìn kỹ mới nhận ra là chị Tuyền của ngày nào. Hai chị em không nói năng gì cả, nhưng đồng bộ là trùm mền trong kinh hãi. Bởi trong trí vẫn còn ám ảnh hình tượng sau khi chết của chị. Nói thật, tôi bị ướt quần lúc nào cũng chả biết. Sáng hôm sau, mấy chị em tôi kể cho mẹ nghe. Và vô cùng bị sốc khi mà mẹ phán cho một câu. Ai biểu, ráng mà thức cho khuya thì gặp phải những gì không nên thấy. Và tôi cũng vô cùng thắc mắc. Tôi là người đưa linh vị chị ấy vào chùa và đội đầu dâng cơm cho chị trước chánh điện và bàn vong linh của chị suốt 49 ngày không bỏ sót. Trong khi bên chân trái tôi đang bị thương vì ngã xe, suốt 49 ngày quỳ gối với chân quỳ chân duỗi, vừa ê ẩm vừa đau đớn, mà tôi chưa hề rên rỉ hay than thở một lời với ai. Vậy mà chị ấy lại nỡ nhát tôi hay sao? Án mạng xảy ra chỉ đơn giản có như thế. Vậy mà báo chí thời đó đưa tin dài lê thê trong mấy kỳ báo, đầy nham nhở, đồi trụy và tội lỗi của thiên hạ, xã hội đã phủ lên mình của chị tôi. Ba giận lắm. Ba định làm lớn chuyện để đóng cửa các tờ báo và đưa tòa báo đó ra tòa đòi bồi thường cho gia đình nạn nhân. Vì các tòa báo đó đã đăng tin bậy bạ. Sau khi nghe ba tôi có quyết định đó, thì từ đó các tòa soạn đều im bặt, chẳng dám tiếp tục đăng vụ án của chị tôi nữa. Cho dù trước đây đã đăng tin trên báo, có hứa với độc giả là còn tiếp kỳ sau. Nó giống y như phim bộ Hồng Kông dài nhiều tập vậy. Thời gian sau thì gia đình tôi được tin từ bên quân cảnh cho biết. Cái người mà hại chị tôi đã bị tuyên án 20 năm tù ở Mỹ và hắn ta bị giam cách biệt vì tình trạng điên loạn không thuyên giảm và miệng vẫn còn kêu gào tên chị tôi. Đúng là chuyện xảy ra như linh tính không tốt ban đầu của mẹ. Phụ nữ mà có nhan sắc vượt trội thường bị hệ lụy vào những câu như hồng nhan bạc mệnh, hồng nhan gian truân, hồng nhan quả thủy. Chẳng bao giờ có ai nói xú nhan bị quả bao giờ. Đấy cũng là luật bù trừ, được cái này thì mất cái kia. Hiện tại, chúng ta thử nhìn vào các nàng hoa khôi, hoa hậu, người mẫu. Những bông hoa tỏa rộng hương sắc cho dù là nhân tạo qua dao kéo. Những cuộc đời bông hoa này có được an bình với cuộc sống bình thường hay không? Chắc các bạn cũng thừa hiểu câu trả lời. Nhưng mà hầu như các nàng hầu hết đều chọn nhan sắc chứ không chọn hai chữ bình an cho cuộc đời. Cho nên những thẩm mỹ viện mọc lên như nấm trong rừng. Rồi nhà tù được xây thêm, án mạng ngày một nhiều, nạn nhân của xã hội ngày một đông. Anh Thảo, chuyện của em đến đây là hết. Chắc lâu lắm em mới tiếp tục lại được, không hứa là chừng nào. Vậy cho em xin dừng bút anh nhé. Kính chúc anh mau khỏe. Đừng quên thận trọng ngăn ngừa dịch cúm đang xảy ra. Nina, viết vào lúc 12:30 sáng ngày thứ Sáu, 31 tháng 1. Năm 2020. Quý vị và các bạn vừa nghe 6 câu chuyện ma của Nina gửi từ Úc Châu, được xếp vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 159. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hãy giới thiệu cho nhiều người cùng nghe và chúng ta sẽ tiếp tục những câu chuyện ma để kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam càng ngày càng phong phú hơn, lưu giữ lại cho đời những câu chuyện mà các bạn đã trải qua. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you and I love you. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn.
Trước hết cho Việt Thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện bình lệ của Việt Thảo. Và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh YouTube của Việt Thảo. Qua những chuyện bình lề, nếu các bạn thấy là niềm vui, là nhịp cầu đến với tất cả mọi người, thì xin các bạn nhớ subscribe, tức là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Và khi đăng ký rồi, hay subscribe rồi, xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của Việt Thảo được upload lên YouTube. Xin được cảm ơn. Thank you. Nè, nói nghe nè. Đây là nail polish. Đây là gel polish. Đây là dipping powder. Ba cái này mà tìm một màu giống hệt khó lắm nha. Matching color, 3-in-1, duy nhất bây giờ chỉ có Aeon. Aeon là sản phẩm vượt trội của ngành nail năm 2020, được phân phối trên toàn cõi Úc Châu bởi tổng đại lý phân phối và phát hành Old Nail and Beauty Supply ở Melbourne, Australia. Giờ Thảo xin được hân hạnh chứ. Cho dù cách xa dặn dặm, nhưng mà nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Mình đã ăn cơm gạo nàng hương chờ đào rồi. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo nàng hương chờ đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuongchoadao.com. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu Hải sản Đỗ Gia là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản thiên nhiên 100% được đánh bắt từ vùng biển của Nova Scotia ở Canada. Được nhập trực tiếp từ Canada, các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được bảo quản với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất với các kho chứa hàng, bể nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của thế giới. Hải sản Đỗ Gia, nơi phân phối trực tiếp tôm hùm đến các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn cõi Việt Nam với giá cả tốt nhất. Hải sản Đỗ Gia ở địa chỉ số 33 đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0898 303 799 hoặc 0985 11 76 76. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu. Xin kính chào quý vị, tôi là Alicia Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi, đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Việt Thảo chuyện bên lề số 790 đến 794. Nhớ vào xem, đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị. Nhớ vào xem nha. Alicia xin được cảm ơn. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè, anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là return to origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đang thực thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những
cùng phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer hoặc anh Peter Hà ở số điện thoại là 714-883-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth.